Với thiết kế tối giản hình tròn, nhỏ gọn, dễ thương, chiếc bếp từ Sun House này sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa không gian sử dụng nhà mình. Không chỉ đặt trên kệ bếp mà còn có thể đặt ở giữa bàn để tổ chức tiệc gia đình này, ăn lẩu này hay là nhiều vị trí khác cũng được luôn. Xin chào các bạn. Khi mà các bạn nhìn vào đồ vật nhỏ nhỏ xinh xinh ở trên mặt bàn này thì các bạn sẽ đoán nó là gì? Chắc hẳn là nhiều bạn sẽ đoán đây là một chiếc robot hút bụi đúng không? Nhưng mà nếu bây giờ Quỳnh Trang nói chiếc robot hút bụi này lại còn có thể nấu ăn được cho chúng ta nữa thì các bạn nghĩ sao? Thật ra thì chính xác, nó là một chiếc bếp từ đơn đến từ nhà Sun House. Cùng theo dõi video này để xem điều gì thú vị ở chiếc bếp này nhé. Với thiết kế tối giản hình tròn, nhỏ gọn, dễ thương, chiếc bếp từ Sun House này sẽ giúp bạn tiết kiệm tối đa không gian sử dụng nhà mình. Không chỉ đặt trên kệ bếp mà còn có thể đặt ở giữa bàn để tổ chức tiệc gia đình này, ăn lẩu này hay là nhiều vị trí khác cũng được luôn. Tuy là chiếc bếp từ này nhìn nhỏ gọn thôi nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được thoải mái nhu cầu nấu nướng hàng ngày của mình. Bởi vì với công suất hoạt động là 2000W, hoạt động một cách mạnh mẽ thì nó sẽ giúp làm chín thức ăn một cách nhanh chóng. Và thêm vào đó, cùng với tông màu trắng trang nhã, thanh lịch này thì nó cũng sẽ giúp làm tăng thêm cảm hứng nấu ăn hàng ngày của mình nữa. Được một cái là bếp có mặt kính ceramic cường lực, chịu được nhiệt độ lên tới 760 độ C, hạn chế nứt vỡ nên là các bạn cũng có thể yên tâm khi nấu nướng. Với bếp từ thì chắc hẳn là ai chúng ta cũng biết là nó sẽ làm nóng đáy nồi trực tiếp bằng từ trường và nhiệt năng rồi đúng không? Vì thế cho nên chúng ta chỉ có thể sử dụng những loại nồi chảo mà có đáy nhiễm từ thôi nhé. À mà hãng Sun House rất tinh tế khi mà tặng kèm thêm một chiếc nồi cho mình sử dụng luôn này. Ngoài các cái điểm về thiết kế này, về công suất ra ấy, thì mình nghĩ là còn thêm một điểm nữa mà các bạn cũng sẽ rất thích đấy. Đó chính là bảng điều khiển của chiếc bếp này cũng cực kỳ dễ dàng sử dụng luôn, ngon lành ngành đào ai cũng có thể xài được. Là sự kết hợp giữa nút ấn cảm ứng và núm xoay có tiếng Việt, được tích hợp màn hình LED hiển thị ngay trên núm xoay, không chỉ tạo nên sự độc lạ mà mọi thao tác cũng dễ dàng và tiện lợi. Mình không cần phải lăn tăn suy nghĩ quá nhiều về cách sử dụng của nó. Tùy vào từng loại món ăn mà chúng ta sẽ điều chỉnh công suất hay là nhiệt độ sao cho phù hợp. Với 9 mức công suất được ký hiệu từ P1 đến P9, tương ứng là 300 đến 2000W, và 9 mức nhiệt độ từ C1 đến C9, tương ứng là từ 60 cho đến 220 độ C cho bạn chọn. Lúc mà mình thao tác bạn núm xoay này ấy thì mình thấy nó cũng khá là chắc chắn nha. Cho nên là chúng ta có thể an tâm khi mà sử dụng, không sợ là nó bị lỏng lẻo và núm sẽ bị rứt ra đâu. Và thường thì khi mà mình sử dụng cái bếp từ đơn này á là mình sẽ hay dùng để mà nấu lẩu cho gia đình. Vì thế cho nên là mình rất hay quan tâm xem là để mà nấu được nước sôi ấy thì sẽ mất khoảng bao nhiêu thời gian. Thế cho nên là bây giờ thì chúng ta sẽ trực tiếp nấu nước ở trên chiếc bếp này để xem là nó sẽ như thế nào nhá. Mình đun sôi 1 lít nước ở mức công suất cao nhất là 2000W luôn. Mình quan sát được tầm 3 đến 4 phút sau là nước đã sôi bùng lên rồi. Xem ra ấy, thời gian nấu sôi nhanh đó nha. À mà trong lúc nấu sôi nước ấy thì mình thấy là nhờ chân đế cao su chống trượt mà bếp không bị xê dịch. Hoặc là lỡ như mà chúng ta có vô tình chạm phải bếp ấy thì mình thấy là nó cũng không hề bị xê dịch luôn, nên rất là an toàn nha. Vậy là sử dụng chiếc bếp từ này để nấu ăn ấy thì không có gì phải bàn cãi hay là chê nữa rồi đúng không? Chúng ta có thể thoải mái để trổ tài nấu nướng của mình nè. Và đồng thời á, bên cạnh việc có thể điều chỉnh được công suất ra thì chiếc bếp này cũng mang lại cho chúng ta một số tiện ích khác nữa mà chắc hẳn các bạn cũng sẽ thích đấy. Và một trong những tiện ích đó chính là chúng ta có thể hẹn được giờ tắt lên tới 99 phút tùy vào từng loại món ăn. Và như vậy thì chúng ta sẽ không sợ thức ăn của chúng ta bị cháy khét nữa đâu. Mình lại cũng có thêm thời gian để mà làm những công việc khác như là dọn dẹp nhà cửa hoặc là chúng ta có thể nấu nướng những món khác chẳng hạn. Ngoài ra mình cũng có thể khóa bảng điều khiển để tránh con trẻ bấm lung tung gây nguy hiểm. Bên cạnh đó thì chiếc bếp này còn có tính năng tự ngắt khi quá nhiệt và nhận diện nồi thông minh nữa, rất là tiện lợi luôn. Một chiếc bếp từ với thiết kế nhỏ gọn, độc lạ mà lại còn dễ sử dụng thì chúng ta sắm cho gia đình mình là quá ư hợp lý luôn rồi đúng không? Và với chiếc bếp này chúng ta có thể sử dụng để nấu lẩu này hoặc là các bữa tiệc nhỏ trong gia đình của mình cũng cực kỳ phù hợp luôn, bởi vì chúng ta có thể để nó ở bất cứ đâu mà. Và chiếc bếp này thì cũng sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà chúng ta ở một mình này, hoặc là chúng ta mới cưới, những cặp đôi đang yêu mà chúng ta có nhu cầu nấu nướng ít thôi thì khi mà chúng ta mua sắm chiếc bếp từ đơn Sun House này cũng rất hợp lý luôn đó nha. Về giá ấy, thì Trang nghĩ là chiếc bếp từ này á, với giá cả của nó thì thực ra là cũng không phù hợp lắm cho những bạn sinh viên hoặc là những bạn nào mà kinh tế eo hẹp đâu. Chi tiết về giá thì Trang sẽ để mô tả bên dưới cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. À, nhưng mà đừng quên để lại cho Trang và Điện Máy Xanh một like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt.